điểm mạnh của em thương người lắm. Thấy những cái hoàn cảnh mà đáng thương là em khóc luôn đó. Còn thấy những hoàn cảnh không đáng thương thì sao? Miễn bình luận. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, mời em giới thiệu về mình. À, dạ, em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh và bạn nam bên kia. À, em xin tự giới thiệu, em tên là Huỳnh Thị Ngọc Thi. À, năm nay em 32 tuổi. À, em sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. À, hiện tại em đang làm trợ lý phòng kinh doanh của một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. À, xin chào anh Quyền Linh, dạ. Chào chị Cát Tường và chào bạn Thi và chào toàn bộ quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Duy, năm nay em 34 tuổi. Em nhà ở Vũng Tàu và hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở công việc của em là kỹ sư dịch vụ cho một công ty kinh doanh về xe cơ giới công trình. Bạn có nói cụ thể cái nghề của bạn là gì? Công việc của em là bàn giao thiết bị rồi hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa cho khách hàng. Xe công trình là xe cơ giới hàng nặng. À, tức là mấy cái xe cẩu, xe đồ dạ, đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi. Chà, hai bên này cũng có thể hỗ trợ với nhau được nè. Thì có gì đâu, xe du lịch hư lấy xe cẩu tới cẩu về. Hợp lý. Rồi, mình giới thiệu một chút xíu về bản thân mình đi em. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em á là em biết nấu ăn. Theo mọi người nhận xét á thì em là một người sống rất là tình cảm. Khi mà tiếp xúc ban đầu á thì có thể là em khó gần. Qua một khoảng thời gian em có thể làm bạn với bạn đó thì em mới thân thiện được với bạn đó, chứ em không thể mà vồn vã được lúc đầu. Nghe bạn gái nói như vậy bạn cảm thấy như thế nào? Thì em cũng là một người như vậy. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì thương người lắm. Thấy những cái hoàn cảnh mà đáng thương á là em khóc luôn đó. Còn thấy những hoàn cảnh không đáng thương thì sao? Những hoàn cảnh không đáng thương thì không thương. Mình không có miễn bình luận. Sao nữa bạn, còn gì nữa, điểm mạnh, điểm yếu? Về việc nhà thì em đều biết làm hết. Ví dụ như là giặt đồ, phơi đồ, lau nhà, quét nhà. Nấu ăn cũng biết chút chút. À, coi như làm hết rồi đúng không? Sửa chữa đồ cũng làm được hết. À, giỏi. Anh Linh ơi. Hả? Hồi nãy em có nghe anh bên đó nói là ảnh rất dễ mau nước mắt. Nhưng mà có một cái em muốn hỏi ảnh là ảnh có thể nói rõ hơn không? Chứ sau này mà gặp ai ảnh cũng thương thì cũng không có được. Đó, đúng rồi. Sao em? Trả lời đi cưng ơi. Thì Thi ơi, anh thương người này á là em cũng hay xem chương trình như là Vượt Lên Chính Mình anh. Dạ, thì mình thấy có những cái hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Thì khi mà đài truyền hình làm cái phóng sự về họ thì có những lúc mình thấy họ khổ quá mà sao họ vẫn cố gắng được. Thì tự nhiên lúc đó không biết sao mà nước mắt mình cứ chảy xuống. Hoặc là đi ra đường thì mình thấy những đứa trẻ hoặc những người già, người ta đi bán vé số hoặc đi ăn xin thì mình cũng thấy thương họ lắm. Cũng cố gắng mua cho họ một hai tờ vé số gì đó. Đây là cái tâm đó em. Cái này là dạ, thương người là thương vậy. Về chứ cộng phải đồng. Gặp cô nào đẹp cũng thương đâu. Gặp mấy cô gái đẹp có thương không em? Dạ thương chứ chị. Hả? Thương luôn hả? Nếu cô khổ là dạ. Cũng là người đó. Nói vui thôi. Cái này là cái ta xác định rõ ràng chứ đâu phải gặp ai thương đâu. Tình yêu thương là dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Mình dạ. cảm thấy mình đồng cảm, mình thương. Đó. Dạ. Yên tâm chưa? Dạ. Không biết bạn có kinh nghiệm gì tình trường nào không? Em có một mối tình cách đây cũng 5 năm rồi. Em cũng đã thành vợ thành chồng rồi. Bọn em đã ly hôn cũng được hơn 2 năm rồi anh. Có con cái gì chưa em? Dạ em có đứa con trai 4 tuổi rồi chị. Nhưng lý do tại sao chia tay vậy em? Bọn em lúc mà quen nhau thì cũng quen vội vàng á. Thấy hợp tuổi nữa thì... Sao biết hợp tuổi? Dạ thì bên gia đình, bên vợ cũ nói vậy. Được có 1 tháng thôi bọn em cưới nhau rồi. Vội vã quá ha. Hoàn cảnh của bạn trai như vậy thì em có cảm nhận như thế nào? Trước khi em muốn có một vài câu hỏi với bạn nè. Rồi em hỏi đi. Anh cho em hỏi là hiện tại giữa anh và cái chị đó có còn bạn bè hay là đã cắt đứt luôn anh? À, vẫn thường liên lạc em tại vì anh vẫn hay thăm nuôi con anh á. À, hiện tại thì con anh đang sống với anh hay là sống với chị à? Ừ, sống với chị đó. Người đó có gì chưa? Mà vợ của em thì cũng mới lập gia đình rồi. Rồi khỏe. Lo quá. Nghe liên lạc là vì đứa con. Càng bắt ruột á. Liên lạc đây là vì mình có đứa con chung thì phải liên lạc đúng trách rồi. Nhiệm làm cha làm mẹ thôi, người ta cũng có gia đình rồi, cũng yên tâm em, không có gì đâu em. Ủa, em muốn hỏi gì nữa không? Em hỏi đi cho thỏa mãn. Thôi chị có gì em hỏi riêng. Tại mặt em chị thấy còn hoang mang dữ lắm luôn á. Mẫu người bạn trai lý tưởng của em là như thế nào? Cao từ 1m7 trở lên. Có luôn. Không mập, không bụng bự. Có không? Có luôn. Có là có bụng bự hay là không? Người ngồi kế bên mới có bụng bự.
có là có theo yêu cầu của em. Không, em thấy anh Linh là cũng mút rồi, không có bụng bự đâu anh, đừng lo. Gì nữa em? Dạ, không hút thuốc. Có không em? Dạ không anh. À, không luôn. Nữa là không gia trưởng. Trong một mối quan hệ á, thì nếu mà phát sinh chuyện gì hay là như thế nào thì phải nghe ý kiến của hai bên, chứ đừng bao giờ áp đặt suy nghĩ của người đó lên em. Ừ. Em không thích. Được không em? Dạ được, cái này em có kinh nghiệm rồi. Có kinh nghiệm rồi. Giờ nói chung chung đi. Có một cái người thần tượng nào, người hình mẫu nào không, nói cho nó gọn luôn đi. Hình tượng người mẫu á, thì em không có đâu, tại vì mỗi người một bản tính khác nhau. Ừ. Nhưng mà về người đàn ông của gia đình á, thì em nghĩ là em thần tượng anh Linh. Rồi, bên nhà trai thì sao? Bên nhà trai đặt ra tiêu chuẩn bạn gái như thế nào? Nhất là biết làm việc nhà, biết nội trợ, biết quan tâm chia sẻ đó cho nhau. Không có hay cằn nhằn, chịu thương chịu khó thì rất là tốt. Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ nữa không? Em không thích người phụ nữ dạ chào chị. Chào em. Không thích người phụ nữ ghen tuông mù quáng, nhiều chuyện hay gì đó. Công việc mình ổn định không em? Công việc của em thì cũng tương đối ổn định, nhưng mà em hay đi công tác, tại vì xe thời thường là ở các cái tỉnh, nhanh thì 2-3 ngày, còn lâu lâu thì cũng phải cỡ 2 tuần. Cái hướng lập nghiệp của mình sau này là mình có định phát triển cái ngành nghề của mình hay phát triển kinh doanh cái gì thêm không em? Trước mắt là mình làm tốt về bên kỹ thuật á, được thì mình sẽ tập trung thêm bên bán hàng nữa, thì để mình cải thiện cái thu nhập của mình. Mình phải phấn đấu gấp đôi người ta nha. Dạ. Chúc em sớm thành công. Cảm ơn chị. Rồi đến qua anh có vài lời với đàn gái thôi. Chào em. Một anh chàng có vẻ không được may mắn lắm trong tình duyên. Anh nghĩ rằng anh ấy cũng đã đủ chín chắn nhìn lại chặng đường vừa qua. Đây là một người anh nghĩ rằng rất là hiền, dễ thương. Quan điểm của em á, cái việc mà một người họ đã từng ly hôn một lần á, em thì cũng không định kiến về cái việc đó lắm. Em quen một người, em muốn một người đó là chững chạc, trưởng thành. Và nếu mà một người họ đã từng gãy đổ một lần thì có thể là họ sẽ nhận biết được là họ khuyết ở chỗ nào, để có thể là họ sẽ không có đi vào vết xe đổ đó nữa. Rồi. Dạ. Cảm ơn những suy nghĩ chín chắn của em, thay mặt đàn trai cảm ơn em. Tốt. Mình nghe thêm ý kiến của người thân đi. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với mẹ, với chị và bạn của em. À có mẹ với chị nữa. Xin chào Quyền Linh và Cát Tường. Dạ chào cô ạ. Chào cô. Tính tình đây thì cô thấy là cũng được. Con cái là cô đi làm việc đi xa quá là không biết. Dạ con chào cô. Cái việc đi công tác xa là cũng đi cùng nhiều người, cùng nhiều đồng nghiệp nữa, không phải đi mình con cô ạ. Lâu nhất là mấy ngày? Dạ lâu nhất thì cũng khoảng 1-2 tuần. Dạ. Thưa cô, con cũng thường đi công tác xa. Dạ thường thì cũng đi cả tháng, 2 tháng đó mà cô. Dạ. Quan trọng là bản lĩnh cô. Thi ơi, mẹ thấy bạn trai thì cũng được đó, nhưng mà tùy quyền quyết định của con. Rồi, cảm mẹ ơn hiền cô. Quá. Rồi, cảm ơn cô. Mẹ hiền và phúc hậu nữa. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với lại chị gái và em họ. Chị ruột ha? Dạ chị ruột. Dạ con chào cô ạ. Chào anh Linh, chào chị Tường ạ. Thì đầu tiên thì chào em Thi. Nhìn em thì rất là xinh, rất là dễ thương. Chị cảm ơn em là em thông cảm với cái hoàn cảnh của Duy nhà chị. Hôm nay đến đây chị rất là lăn tăn, bởi vì mình không có lăn tăn là về tính cách của nó hay là về công việc hay là này kia. Nhưng mà chị lăn tăn là có thể là bạn gái sẽ không có thông cảm với hoàn cảnh của Duy. Nhưng mà khi mà nghe em nói thì chị rất là vui. Hai em mà đến được với nhau thì tốt, còn không đến được với nhau thì làm bạn với nhau cũng được. Chị vẫn cũng xem em là em và em có thể xem chị là chị. Rồi, bây giờ thì để cho hai bạn gặp nhau ít phút. Kéo màn lên. Nào, hãy chia sẻ tất cả những gì mình suy nghĩ với hai bạn nhé. Đây có món hoa tặng em. Dạ. Em có cảm nhận gì về anh không? Dạ thì em cảm nhận anh là một người bình đạm, chân thật. Anh thì thấy em cũng dễ thương. Thì cho anh hỏi là em có cái sở thích gì không? Sở thích của em thích nhất là em thích đi du lịch. Một năm em đi khoảng 5-6 lần là được rồi.
Trời ơi, đi đâu mà đi 5-6 lần, năm dữ vậy em, tiền đâu đi nhiều vậy em? Dạ không, có tiền thì mình đi xa, không có tiền thì mình đi gần vậy. Đi chừng vài cây số cũng đi du lịch vậy. Sở thích của anh là sửa chữa xe cộ rồi trồng hoa, nhất là hoa phong lan này, anh thích trồng lắm. Hoa này có phải anh trồng không? À không, cái đó anh nhờ người khác trồng. Anh thích, sở thích anh là thích đưa những người đi du lịch. À, anh cũng thích đi du lịch nữa, nhưng mà đặc biệt là đi mà bằng xe máy thì anh thích, rất là thích. À, vậy đi phượt ha. Thường cuối tuần anh hay làm cái gì? Ngày xưa thì anh hay dành cuối tuần là đọc sách này nọ, nhưng mà bây giờ thì nếu mà cuối tuần anh ở đây thì anh có thể anh về Vũng Tàu anh thăm con anh, chạy xe ôm. Cũng hơi bất ngờ, chạy xe ôm công nghệ á. Xe công nghệ ngày chạy cũng nhiều lắm em, ngày kiếm 3 triệu cũng được á. À, xe này miễn phí luôn không anh? Đó, tất nhiên rồi em. Dạ. Ủa anh, nãy em có nghe anh nói là anh hay đi công tác đúng không? Đúng rồi, xe nó không có bị hư hỏng gì á thì mình cứ ở đây thôi. Tức là không phải là ngày nào cũng đi. Dạ, đúng rồi. Có xe hư mới đi. Dạ, xe hư hoài. Dạ, xe hư nhưng mà nhiều khi công ty cũng phải sắp xếp luân phiên nhau á. Đúng rồi, chứ không phải ai bắt đi hoài đâu. Đặt mình đi không. Mà xe hiện đại giờ nó ít hư lắm em ơi. Cũng hơn 2 năm rồi, anh cũng không quen ai. Mình, anh em mình gặp nhau thì cũng là cái duyên. Rồi anh cũng hy vọng là anh em mình có thể có thời gian tìm hiểu nhau thêm. Thì lúc đó em sẽ hiểu hơn về anh. Anh mong là em sẽ không ngại với cái hoàn cảnh của anh. Suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. Nào, chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Cho anh bắt tay với em gái thế nào? Chị lo. Anh ngưỡng mộ em đấy, một cái người rất bản lĩnh. Chị biết là em còn rất nhiều cái suy nghĩ lăng tăng ở trong đầu. Chị biết và chị cảm nhận được điều đó. Nhưng mà em đã vượt lên được điều đó và nắm bắt cái cơ hội của mình. Hai bạn nắm tay nhau đi. Hy vọng với cái cơ hội đầu tiên ngày hôm nay là cái duyên. Mẹ ngồi đây đúng không? Cũng hơi lo lắng chút xíu. Con nghĩ là cái bấm nút đó là đúng đó cô ạ. Có thể hai bạn ấy sẽ tìm hiểu nhau. Điều gì đến sẽ đến. Đầu tiên ta hãy là những người bạn với nhau. Và sau đó tình yêu nó đến thì con nghĩ hôm nay là một ngày rất đẹp đấy. Mặc dù chúng ta không xem bói. Dạ. Gửi tặng hai bạn những vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có thời gian lãng mạn xung quanh những cụm rạp xem phim Cinebox 212 Lý Chiến Thắng nha. Anh Linh có nói là điều gì đến sẽ đến đúng không? Thì vô tình hôm nay là trong cặp em nó có một cuốn sách cũng tựa là Điều Gì Đến Sẽ Đến. Và em muốn tặng cho bạn đó. Dạ, cảm ơn chị. Gái đâu? Và tất cả khán giả trường quay cũng như khán giả xem truyền hình cũng đang rất lo. Cảm ơn chị. Điều gì đến sẽ đến các bạn nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là máy nước nóng hiệu Santong. Gửi tặng các bạn. Đây là máy nước nóng hiệu Atlantic. Tổng trị giá của bộ hai máy nước nóng này là 7 triệu đồng. Hy vọng rằng chúng ta sẽ xài chung nữa mà. Bạn trai thì sao? Mình có mấy mối tình rồi em? Từ trước tới giờ thì chưa quen ai. Hả? Ủa, lý do sao vậy em? Bình thường mình thích phụ nữ. Thích không? Vâng, thích chứ. Tại vì anh bên đó anh không thấy á. Chứ lúc bên đây là em theo dõi là cổ có rất là nhiều cái suy nghĩ. Anh hiểu. Có nghĩa là cổ chưa phải là 100% là đúng rồi. Muốn bấm đâu. Chỉ cũng phải 70% thôi. Cũng phải băn khoăn với trước khán giả truyền hình cả triệu người và gia đình nữa chứ bộ. Có khi là những người trong gia đình cũng không muốn cô gái ấy bấm. Và trong trái tim ấy cũng đôi khi cũng chợt nhận rằng là cũng không nên bấm. Nhưng hình như có điều gì đó nó rất thiêng liêng đến cô ấy trong những giai đoạn gọi là quyết định. Và cô ấy đã quyết định đúng. Xin cảm ơn cái quyết định đó. Còn điều gì đến nó sẽ đến thôi. Dạ. Hy vọng rằng họ sẽ hạnh phúc. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Thảo Mai. Mời chàng trai. Các bạn. Rồi, ngồi với bạn. Mời bạn gái. À, giới thiệu về mình đi bạn. Giới cho thiệu cho bạn kia nghe luôn nha.
Dạ, xin chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Đức Thoại, năm nay 26 tuổi, đến từ Bà Rịa Vũng Tàu, đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì bạn? Dạ, em làm xuất nhập khẩu. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào bạn nam bên kia, chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Đào Thị Thu Thảo, năm nay em 26 tuổi, em ở Bà Rịa Vũng Tàu và hiện tại thì em đang ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em bán hàng online ạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em hòa đồng, em sống tình cảm, em cũng biết nấu ăn nữa. Bạn trai thì sao? Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì em? Dạ, điểm mạnh của em là thích giao tiếp với mọi người, có thể nấu ăn, có thể tự lập. Điểm yếu? Em hơi khó tính về chuyện ăn uống á. Khi ăn thì em ít bỏ hành lắm. Cá thì cá hồ thì em không ăn. Thôi, cá hồi mà không ăn. Cá hồ anh. Cá hồ hả? Dạ. Chỗ nào cá hồi mừng quá. Không ăn tôi ăn hết rồi. Cá hồ là sao? Dạ, những động vật mà sống ở nước ngọt á, em ít ăn lắm. Ví dụ cá lóc nè, cá rô nè. Không ăn hả? Không ăn. Ăn cá biển thôi. Chà, cũng kén ăn dữ ha. Lạ nha. Em có tật xấu gì nữa không? Hơi khó tính khi mà mình phải chờ đợi lâu quá. Bao lâu thì khó tính? Nửa tiếng đi. Nửa tiếng thì hơi quá rồi, đúng rồi. Nhớ cho anh chờ 29 phút thôi nha. Không nếu quá 30 phút cũng không có gì đâu. Chờ 30 phút thì ai cũng bực chứ bộ. Trời ơi, có nhiều chàng trai chồng kia si chờ cô gái mấy tiếng đồng hồ chờ. Đó lúc mới yêu đúng. Thôi, thử cưới về coi. Sao em có để người ta chờ lâu không? Em cũng hơi lâu nhưng mà không đến nỗi mà là nửa tiếng hơn đâu chị. Còn cái chuyện nãy bạn nó khó ăn á thì kiểu em cũng kén ăn lắm. Em cũng không ăn hành. Vậy khỏe rồi, đi chợ khỏi mua hành. Gặp hai người này chắc chợ bán hành ế quá. Còn gì bạn nói là không ăn cá hồ ấy à? Em thấy mấy cái đó cũng ngon mà không biết có thay đổi được hay không, hay là tại bạn bị dị ứng, hay là tại bạn không thích. Anh không ăn mình ăn dễ mà. Dạ đúng. Không ăn mình ăn nhiều. Vậy mấy muốn lỡ có về nhà thì mỗi người một nồi à. Mà nay nấy nấu nấy ăn luôn. Dạ. Bên kia cá biển, bên đây cá hồ. Thôi bây giờ mình chia sẻ chút xíu về tình trường đi. Cô gái, cô có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 2 mối tình ạ. Em chia tay cũng được 1 năm rồi. Tụi em bị cái khác biệt về cái quan điểm sống á, cho nên là không có tới được với nhau. Cái quan điểm sống của em sao? Em thì em muốn một người bạn nam phải biết chia sẻ với em, có nghĩa là có chuyện gì thì phải nói cho em biết. Mà bạn nói thì cứ im im, kiểu không có thích chia sẻ với người khác. Bạn trai thì sao? Mình có mấy mối tình rồi em? Dạ, từ trước tới giờ thì chưa quen ai. Hả? Chưa quen ai chị? Thiệt luôn á hả? Thiệt. Ủa lý do sao vậy em? Bình thường mình thích phụ nữ. Thích không? Vâng, thích mới lên đây là anh. Có khi nào thích phụ nam không? Không, thật ra không. Nói chơi vui thôi chứ nhìn em là chuẩn men rồi. Nhưng mà lý do tại sao 20 mấy năm trời mà đến bây giờ rồi mà chưa có quen đó, ai? Đó. Dạ, do chắc tính cách vẫn còn con nít đó chị. Em có cảm giác gì với một người phụ nữ nào đó chưa? Không, như là như chưa gặp đối tượng. Hồi đó tự đi gặp biết bao nhiêu người mà không lẽ không thích người nào chứ? Chưa hợp. Có nắm tay cô gái nào chưa? Dạ, nắm tay thì nhiều. Có cảm giác gì không? Nhìn mặt cái coi. Không chuẩn men mà. Không có được hết bậy à, đừng nhìn bên ngoài mà đoán nha. Anh này là anh bậy rồi đó. Thấy một người phụ nữ nào đó mà mình sao xuyến, rung động chưa? Hay là đơ cảm xúc? Không phải đơ, mình chắc chưa gặp, mình tiếp xúc mình mới biết người ta như thế nào rồi mới thích hay là gì đó. Đứng lên xoay vòng chị coi. Không ổn, chuẩn men lắm mà. Có khi nào mình cảm thấy sao xuyến bởi một anh chàng nào chưa? Chưa, mình không có nhân là không được. Ví dụ mình thấy một anh đẹp trai quá, mình có thấy trời ơi, anh đẹp trai quá, tự nhiên mình muốn tới gần, mình muốn... Không. Sao em nói chuyện mà em cứ eo lắc vậy? Quyên con. Cô ta mà sao được, về tâm lý thôi, quan trọng thôi. Nè anh nói thiệt nè, đó giờ em có hung chưa? Dạ chưa quen ai sao hung anh, hung nó quyến chết rồi. Rồi, em có thấy người ta hung chưa? Thì có phim thì cũng thấy nhiều. Rồi em nhắm em biết hung. Lúc thấy người ta hung á, em có cảm giác gì không? Mình gặp thì mình tìm hiểu thì có mới có cảm giác, chứ còn mà coi ví dụ như coi người ta hung thì tự nhiên màn hình đâu có liên quan. Trời, sống liên quan chết là bậy nữa. Chị coi phim mà trên đó người ta khóc là chị khóc, người ta hung nhau là chị cảm thấy người chị nó sao xuyến. Sao xuyến mồi dữ. Bây giờ em ngồi đây, anh kêu một người nào ôm hung thử em coi cảm giác không nha. Được không? Kêu chị cái bên này kia được không? Được không? Tùy. Nhưng mà hả? Không, sao tôi nghĩ ông này quá vậy ta? Không phải, em chưa hung chị đồng ý, em chưa có bạn trai đó. Xảy ghế qua nhìn mặt coi. Sao chưa có bạn trai, chưa có bạn gái? Chưa có bạn gái chị đồng ý. Nhưng mà mình coi phim tình cảm, trong người mình phải có cảm xúc chứ. Thì mình coi vậy thôi chứ mình cảm xúc gì chị? Hay là mình đâu được làm gì đâu mà cảm xúc. Thôi, xong rồi đó. Mẫu người bạn gái muốn kiếm người như thế nào? Dạ, hoạt bát, lễ phép, ngoan với biết quan tâm mọi người,
cũng chịu giao tiếp như em vậy nè. Đúng rồi, nãy giờ em làm đây ai cũng vui hết trơn. Không, á không, dễ thương rồi, chuẩn men đó, được rồi. Như vậy ổn rồi, chắc. Có thể dục thể thao gì không? Không, tiếng tướng này được rồi, khỏi dạ, thử. Ngồi yên đừng có lúc lắc, đừng mèo. Người ta mắc cỡ tính nít ta vậy mà. Ngồi sao yên. Khó đàn trai tụi mày, có anh lo nè. Thôi đi về bển đi. Mèo mèo nữa luôn. Bển đi. Khổ ghê. Khó người ta làm rối, tội nghiệp đàn trai ta. Mình chịu không ổn, cứ lúc lắc. Có anh lo cho em nha. Đừng có lo, nãy giờ mình trắc nghiệm cho vui thôi. Ha, không có lo gì hết, bình tĩnh lên. Rồi, bây giờ anh hỏi đàn gái nè. Em nghe bển em thấy sao em? Dạ em thấy bạn đó cũng vui tính. Vui, dễ thương lắm, hiền khô à. Dạ. Em không thích điều gì ở đàn ông? Bạn nam em không thích bạn hút thuốc. Có hút không bạn? Dạ chưa đụng điếu thuốc nào anh. Đó. Hay quá. Cái gì cũng chưa hết. Dạ. Bạn nam đừng có nói nhiều mà kiểu có một vấn đề mà nói hoài. À, càm dạ. ràm nữa hả? Dạ đúng rồi, càm ràm. Em có không em? Dạ cái đó không biết anh. Không biết. Sao ông thiệt tình dữ vậy? Ông trả lời không có đi. Ông trả lời không biết. Rồi. Em không thích bạn nam kiểu tính tình con hơi con nít quá. Con nít bạn kia hơi con nít. Dạ không, bạn nói em thấy là vui tính chứ không phải là con nít. À được, dạ. được. Em không thích bạn nam kiểu nhậu nhẹt mà hơi bê tha đó ạ. À? Này chắc không có đâu, yên tâm. Anh biết không có rồi. Có chứ anh. Có. Thấy uống được chưa anh? Trời cái gì mà ta. Không muốn không tôi lại được. Ông luôn đó, ông giấu bớt đi. Dạ mình uống được nhưng không uống nhiều chị. Dạ, dạ uống được thiệt dạ, tình dạ, tốt. Cũng được. Dạ không thiệt thà. Không, anh thiệt thà lắm đó, nãy giờ em cảm nhận rồi đó. Ha. Dạ. Hôm nay em trai có đi với người thân không em? Dạ em đi với chị với anh với mấy đứa em đó chị. Dạ em chào anh Quyền Linh với chào chị Cát Tường. Dạ chào bạn. Dạ. À, thì chắc cũng phải kêu bạn thôi chứ em lớn hơn em trai em có 1 tuổi à. Với lại chắc là 91 cũng hợp với em lắm. Em thấy bạn gái dễ thương á, lanh lợi, nói chung là hoạt bát, hợp với em trai em đấy. Mà đó giờ về nhà nó không tâm sự thích cô nào hay là gì, bạn học bạn đồ không có gì luôn á. Dạ không, về chỉ có nói chuyện với mẹ chứ ít cũng có ít khi nói chuyện với em lắm. Thì ở chung với mấy đứa em trai nè. Trời ơi trời. Cho nói chuyện em ruột chút coi. Có dạ, khi nào anh tâm sự với em, anh thích cô nào không? Không lẽ không có về hả anh em, không nói nhỏ nó đẹp quá mày hay là con kia có khen ai chưa? Dạ cũng có. Có dạ, đúng không? Ít nói chuyện với là em. Lạ nhờ, ba chị em ít ai nói chuyện ai ta. Nhà hiền ghê, ai cũng hiền khô à. Dạ thì chị cả với Út là hợp tính hơn à. Vậy nói chuyện. Thôi được rồi. Bạn gái hôm nay mình đi với ai em? À, quên. Dạ em đi với ba mẹ. Đi với ba mẹ. Rồi cho gặp ba mẹ nhà gái nè. Tôi là cha của Hải Thảo. Dạ, bộ đội về hưu rồi. Tôi nói cả cháu này, đàn ông thì mình phải ăn tất cả. Bộ đội thì đã rèn luyện về cái gì phải ăn. Chứ đừng cứ mình lại cá hồ nước ngọt không ăn. Thế thì mấy người nuôi cá người ta thất sản nghiệp hết à. Chết, cố gắng vượt lên chính mình đi nhá. Nhá, cố gắng. Đấy, chính mình nhá. Rồi, ok rồi. Dạ, con xin chào hai bác. Dạ, thì cái vấn đề của bác nói thì phải tập từ từ chứ còn ép quá nó không có vui. Nếu thế thì mai bố tớ phải gửi cậu vào trong huấn luyện quân trường, 3 tháng quân trường. Đúng rồi. Đấy, là các bạn hết. Cho em đi học gì học kỳ quân đội chứ hả? Nói chứ trong hoàn cảnh nào thì mình cũng vượt qua. Mình sẽ gặp bạn bên kia ha. Cậu này vui đó. Hai bạn nói chuyện đi nha. Kéo màn lên. Rồi, kéo màn. Dạ, cảm ơn. Bạn cảm nhận thế nào về mình? Gọi anh em đi. Anh bằng tuổi anh ơi. Thì bằng chứ. Bằng chứ anh em đi thấy không? Hồi nãy giờ qua tiếp xúc bên kia thì em có cảm nhận gì về anh như thế nào? À, dạ, em thấy anh vui tính và kiểu cũng thật thà ấy à. Con trai như vậy cũng tốt, không có lẻo lự nhiều lắm. Dạ. Đừng có ẹo ẹo gãi gãi, ngồi nhìn thẳng lên nhìn vô cổ. Em ẹo thì được chứ anh đừng có ẹo. Dạ. Cảm giác em như thế nào, cảm giác anh như thế, cổ như thế nào? Hôm nay gặp thì cảm giác thì rất là xinh. Để có cơ hội thì hôm nay mình lên chương trình để mà làm quen. Cái tương lai xa hay không thì cái đó là sau này. Anh cao 1m bao nhiêu vậy anh? Cao 1m74. Dạ nếu mà công việc trong nhà em nấu ăn này nọ thì anh có thể phụ em được không? Công việc ở nhà thì quan điểm rất là bình đẳng. Có thể phụ được gì thì mình phụ. Theo em thì ngày hẹn đầu tiên mình sẽ hẹn ở đâu và làm gì? Chắc đi xem phim. Xem phim mà làm gì nữa? Dạ xem phim rồi đi uống nước rồi đi ăn gì đó. Rồi làm gì nữa? Dạ trở về.
Anh thích phim gì anh? Đa số là phim hài hoặc hình. Cậu nói một câu gì đó thật tình cảm. Em nhìn vào mắt bạn gái em thấy em có cảm nhận được điều gì không? Dạ có chứ. Vui, vui rồi hồi hộp. À được. Dạ. Em có thích cô gái đối diện không? Dạ. Em thích. Được rồi. Nào, hãy để tay nút bấm. Lắng động lại. Bấm nút, nhớ bấm nút là để hẹn hò, yêu nhau và tiến tới hôn nhân, chứ không phải bấm nút để làm bạn nắm tay chơi trò chơi. Một, hai, ba. Hết thời gian. Wow. Bây giờ là mình nắm tay thật sự nè, không chơi chơi nữa nha. Dạ. Dạ gì? Nói gì anh? Nói gì anh? Em phải đưa bàn tay chạm vào tay anh để cảm giác được ấm áp. Dạ xến quá. Xến quá. Dạ em nói sao mà có đưa tay ở... thì em làm nói đi. Nói sao em làm đi chứ. Thôi anh Linh kêu nắm tay thì... Mình... Linh kêu gì đây trời? Cho anh nắm bàn tay em nha. Tiếp tục lại. Nụ hôn đầu tiên. Nào. Bây giờ chắc hôn lên má á. Ừ chứ hôn đâu. Để nguyên nha. Ôi trời choáng luôn rồi. Mình lên đằng sông hả? Đừng xỉu nha cưng. Đừng có xỉu nha. Không phải là thiệt nha, sao thấy sao mà cứ như hoài vậy? Khô môi. Khô môi. Dễ thương quá à. Chắc yêu nha, chắc phải tôi đi theo quá. Tôi gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Máy nước nóng hiệu Centong. Máy nước nóng hiệu Atlantic. Tổng trị giá là 7 triệu đồng. Hộ khẩu quận 9, sống trọ ở quận Bình Thạnh và làm việc ở quận 11. Cắt tường. Trời ơi sao nó nhiều vậy? Nó tùm lum quận hết vậy. Hết thành phố này mình ở mới 4 quận thôi. Điểm mạnh thì nó trong Hòa Đồng. Để Hòa Đồng vui vẻ. Khi đã buồn ngủ rồi thì không thể suy nghĩ được chuyện gì để mà giải quyết. Và bây giờ thì trước khi đến với phần ẩm thực, chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi của ngày hôm nay. Dạ anh trai đã ngồi ở đây rồi, Cát Tường sẽ ra và đưa bạn gái của mình vào. Chúng ta để bắt đầu câu chuyện hẹn hò ngày hôm nay nha. Dạ mời chị. Rồi, ngồi vào ghế này chị. Rồi, mời hai anh chị mở mặt nạ ra nha. Rồi, chào anh ạ. Bây giờ anh sẽ giới thiệu to rõ để cho người bên đây có thể nghe được những thông tin của anh. À, anh tên là gì ạ? Trước tiên tôi xin chào MC Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Tôi tên là Lê Minh Chí, sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại đang ở quận 12. Nghề nghiệp hiện tại là cho thuê nhà với kinh doanh tại nhà. Trời ơi đã vậy, cho thuê nhà nữa hả? Rồi gì nữa anh nói cho thuê nhà với làm gì nữa? Ở nhà thì kinh doanh tại nhà luôn, mấy cái lớp xe á. À lớp xe, xe hơi hay sao không? Xe hơi, xe các loại luôn. Dạ. Anh bao nhiêu tuổi? Sinh năm 1973. 1973 là tuổi Sửu ha anh? Tuổi Sửu, quý Sửu. Dạ, rồi mời chị giới thiệu ạ. Chào Cát Tường, chào anh Vinh, anh Trí. Em tên là Âu Thị Trân Phụng, nguyên quán, sinh ở Cà Mau. Dạ. Hộ khẩu quận 9, sống trọ ở quận Bình Thạnh và làm việc ở quận 11. Cát Tường. Trời ơi sao nó nhiều quận quá vậy? Nó tùm lum quận hết vậy. Hết thành phố này mình ở mới 4 quận thôi. Mới 3 quận hả? Mới 3 quận hả? Mà sao hộ khẩu ở một quận mà ở một quận là sao? Từ ở trên quận 9 xuống là quận 11. Quá xa. Bây giờ ở 11 nổi. Đang làm ở quận 11 và ở trọ quận Bình Thạnh. Hộ khẩu ở quận 9. Sao quê không ở Cà Mau. Sao không ở trọ gần chỗ làm luôn mà ở trọ quận khác cái chỗ làm nữa? Kệ đi, xa xa cho nó vui, kẹt xe ăn chút xíu. Chứ ở luôn quận 9 luôn, đi lên trên chỗ làm luôn, cần gì mà mưa. 10 giờ đêm thì bị chặn xe, lấy đồ nên không dám đi nữa. À, rồi quận 9 là nhà ai dưới đó? Nhà mình? Anh hai. À, là vô hộ khẩu nhà anh hai. Đúng rồi. Rồi bây giờ lên đây ở trọ là ở một mình? Ở một mình. À, mình sinh năm bao nhiêu chị? À, mình sinh năm 73. 73, ủa là bằng anh này luôn. Hai người bằng tuổi nhau. Chà, mà nhìn chị trẻ. Cảm ơn Cát Tường. Dạ, Cát Tường cũng quá trẻ. Dạ cảm ơn chị. Công việc của chị là công việc gì? À mình làm điều dưỡng thẩm mỹ viện quốc tế Việt Hàn. À, sao anh?
Điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh thì không bê rượu, làm được công việc được trong nhà. Dạ. Biết nấu cơm, nấu ăn trong gia đình, dọn dẹp nhà cửa. Trời, giỏi dữ vậy. Anh đang sống với ai trong nhà? Ở nhà hiện tại là sống có một mình thôi. Anh ơi, anh có hút thuốc lá không anh? Cũng có em. Một ngày cỡ chừng 10 điếu đến 20 điếu. Trời ơi, cũng nhiều anh dữ, 20 điếu là một gói anh rồi. Anh có thể nào mà cai được ít hơn nữa không? Thì nếu mà có bạn gái thì anh sẽ giảm dần dần lại. Giảm luôn được không anh? Giảm luôn thì cũng phụ thuộc vào yếu tố bên thái nữ nữa. Có động lực thì mình bỏ được. Tại vì em rất là sợ cái mùi thuốc lá. Cái đó là sức khỏe, mình tiết chế lại từ từ anh ha. Rồi có anh có khuyết điểm gì nữa không anh? Khuyết điểm này, nhiều khi hay quên, hay ngủ, không cần ăn uống vậy luôn. Không biết cái đó là khuyết điểm hay là cái ưu điểm nữa. Không, cái là ngủ, mà làm công việc xong là ngủ chứ không quên ăn đỡ tốn tiền anh. Nói chung là thích ngủ. Thích ngủ quá. Rồi. Nói ông này ông nhiều khi bạn gái trên nói ông này ông ngủ không chịu làm việc nhà, nhiều khi làm bữa nay hết. À, công việc hôm nay là ngày mai là hết việc. Không, ta không sợ anh ngủ không làm việc nhà đâu. Ta sợ ngủ anh không làm chuyện kia. Ghê. Lên chưa chơi anh ngủ mất tiêu rồi. Anh phải siêng năng lên làm việc chứ anh ngủ. Nếu mà không có chuyện kia thì ăn thua cũng phụ thuộc vào bên nữ tác động mới được. Trời ơi, mình đàn ông phải chủ động chứ. Cái gì cũng bên nữ tác động hết vậy anh. Cũng phải hai người kết hợp mới được. Nhưng mà mình đàn ông mình phải chủ động. Mình phải tâm sự, phải trò chuyện, dành thời gian chăm sóc bạn gái nhanh nha, chứ ngủ hoài sao được anh ơi, cả đời để ngủ sao anh. Ngủ mấy chục năm nay rồi. Đúng giờ rồi, mới thức nè. Bây giờ phải thức chứ nha. Thức mới có vợ được nha. Rồi bên này sao ạ? À, điểm mạnh điểm yếu của chị? Điểm mạnh thì rất là hòa đồng, dễ hòa đồng, vui vẻ. Còn điểm yếu thì khi đã buồn ngủ rồi thì không thể suy nghĩ được chuyện gì để mà giải quyết. Ủa, cũng ngủ nữa hả? Đừng nói hơi nhiều và là sống nội tâm. Mà sao tự nhiên hai người là coi như bên này cũng là thích ngủ? Không sao. Sao nó hợp nhau dữ ngủ vậy ta? Ngủ để nước da nó được đẹp hơn. Ngủ nước da để đẹp hơn. Đúng rồi. Mình phải thức đi chơi ra đường người ta mới gặp mình, ta mới thấy nước da mình đẹp chứ. Nên rồi mình ngủ suốt ai thấy mình đẹp. Ngủ hoài nên ế tới giờ này đó. Có nhờ tới chương trình. Bây giờ cả đời ngủ rồi bên này cũng phải thức dậy luôn nha. Đúng rồi. Mai anh chị thức dậy giùm em cái nha, đừng ngủ nữa nha. Trời ơi, đang ghi hình mà chỉ buồn ngủ chứ ngủ liền luôn. Chết luôn hả? Đang ghi hình đừng buồn ngủ nha chị. Không ngủ đâu, nói vậy thôi. Đặc biệt mà ăn trưa xong cái thường thường ăn tao sẽ căng da bụng trùng da mắt. Ăn cái ngủ luôn chết luôn à. Không sao, chắc không có đâu. Tình trường của anh sao? Tình trường thì có một mối tình năm 20 tuổi, kéo dài cũng gần 3 năm. Thì lý do chia tay là lý do là gia đình bạn gái không đồng ý. Lý do sao tao không đồng ý? Theo cảm nhận của tôi mà quen bạn gái á, thì gia đình nó là người Hoa. Người Hoa thì người ta nói tiếng Hoa. Tôi là người Việt, nhiều khi không có thiện cảm gì mấy. Đúng rồi, mình vô mình nói chuyện nhiều khi nói tiếng Hoa không à. Mình đâu có học đâu mà biết. Lúc đầu thì hai người rất là thấm thiết. Mà càng ngày sau biết có tác động gia đình sao mà, tại vì không biết ở trong gia đình như thế nào tác động sao mà bạn gái càng ngày càng lạc chia tay luôn. Chia tay luôn 3 năm trời ha. 3 năm. Nhưng mà hồi đó mới có 30 hả? Còn mười mấy năm nay tại sao cũng không kiếm được ai? Thua keo này ta bài keo khác chứ để lâu dữ vậy? Mười mấy năm nay thì đa số thì lo công việc, tại vì cái đầu tiên thất vọng quá, không có tin tưởng vào cái tình cảm với nhau nữa. Thứ hai là môi trường làm việc cũng nam không à. Thứ ba thì cái thời gian nó không có nhiều, đi làm về cái ngủ. Mở ngủ nữa bởi vậy. Bao nhiêu mười mấy năm nay là lo đi làm. Đi làm cũng ngủ thôi. Mình về ngủ thôi. Cũng nhờ vậy mà mới cũng có được quen ngay. Ở ngoài chút người này kia giới thiệu chỉ uống cà phê nói chuyện rồi thấy không hợp rồi không thích nữa. Còn chị sao, tình trường mình có sao? Hai mối tình. Mối tình thứ nhất là năm 25 tuổi tới năm 30 tuổi. 5 năm. Đúng, chia tay. Sao chia tay 5 năm mà chia tay? Gia đình bên đàn trai không chấp nhận là cưới dâu ở tỉnh. Lúc đó là mình gì kỳ á, cứ ở tỉnh là mình cũng đi thì mình đi lên Sài Gòn mình làm dâu thôi chứ có gì đâu. Thứ hai nữa là cái trình độ mình lúc đó thật sự là thấp. Trình độ mình thấp, trình độ lúc đó là mới có học lớp 9 thôi và làm trong ngành may. Sau khi lo gia đình xong xuôi thì mới bước vô để học bổ túc để lấy cái bằng 12 mới chuyển qua cái điều dưỡng. Chia tay nhau 5 năm rồi thì sau đó cũng khoảng 7-8 năm cũng có quen một mối tình thứ hai thì khoảng 2 năm. Rồi sao cũng chia tay. Cái mối sao này là ngon lành rồi mà chia tay tài nữa. Xế. Thứ hai nữa là hình như là ảnh không có quan tâm, mình cảm nhận là ảnh không quan tâm gì hết trơn. Càng ngày cái khoảng cách mà hình như là cũng biết ảnh là có những người ở ngoài, nhưng mà thật sự cái chuyện quan tâm đó mình cũng không quan tâm. Nếu như thương thì có thể là ăn bánh trả tiền là của một người đàn ông, mình không ngại cái chuyện đó. Tuy nhiên đừng để cho mình thấy là vẫn nắm tay hay nắm chân gì đó. Nói chung là anh này cũng hơi lăng nhăng. Đúng rồi. Rồi bây giờ lý do hôm nay ai đăng ký cho anh chị tới đây?
Mình nói trước nha. Dạ, chị nói trước đi. Thứ nhất, mình cũng đăng ký. Nhưng mà lúc đó là điện thoại đập đá. Thì chương trình đâu có biết gì để liên lạc với mình. Qua một tour. Cứ tới năm 2017, mấy đứa bạn gặp lại. Ủa, sao chị vẫn còn ế? À, chị vẫn còn ế dài tập em ơi. Cái đầu, nó đưa cái số điện thoại, nó đưa bạn, nó đưa cho tụi mình, nó đưa tất cả những thông tin gì của chương trình. Mình mới đăng ký. Cái 2017 đăng ký xong, cái email quên mất tiêu mật khẩu, không nhập vô được. Hay quá. Rồi xong. Là cái số ế đó. Đúng rồi, đi làm giấy chứng nhận độc thân. Rồi, trên quận 9 người ta biết, thấy mặt ra hỏi rồi. Qua hết tour. Cái tháng 5 vừa rồi, đăng ký lần nữa. Chị cũng kiên trì ghê ha. Ế dài tập mà. Dạ. Phải kiên trì chứ. Phải kiên trì chứ. Hôm nay mới ngồi đây. Đúng rồi. Còn anh? Biết chương trình qua YouTube á. Cũng mới biết mạng 2-3 năm nay thấy coi. Mà không biết cách đăng ký thế nào. Hứng đăng ký lên trong năm nay hay sao á. Thì coi cũng nhiều rồi, tập nào cũng coi. Thấy thích quá. Mà cứ ngại đăng ký. Thấy lớn tuổi quá, không biết ai chịu không. Thôi bữa đó vui sao hứng đăng vô đại luôn coi như thế nào. Chứ được luôn. Thấy được luôn, mừng dễ sao mừng. Vừa nhận tin nhắn là mừng, báo nha, gia đình biết hết luôn. Tại gia đình ai cũng hối thúc lâu, nhiều năm nay rồi. Sao mấy cháu, mấy anh chị trong gia đình cứ kêu lấy vợ đi. Cái đăng ký mừng. Rồi bây giờ anh muốn tìm một người bạn gái, một người vợ tương lai của mình là như thế nào? Người vợ tương lai biết chung thủy. Rồi. Biết lắng nghe chia sẻ, biết quan tâm chăm sóc cho nhau. Dạ. Không có nhiều chuyện, ít nói càng tốt, hiền lành. Chết rồi, bên đây nãy hình như tôi nghe nói khuyết điểm bên đây nói nhiều. Thích ngủ với nó nhiều đúng không? Nãy nghe nói nhiều phải không? Nói chung là đúng hệ thì nói hơi nhiều. À, còn không đúng hệ cũng không có nói nhiều. Tại sống hơi nội tâm. Rồi, ngoại hình thì muốn làm sao? 1m55 đến 1m65, da trắng. Rồi. Tóc sao cũng được, không cần dài ngắn. Cũng có tóc là được rồi, đừng chọc đầu. Đúng rồi, ai đầu nắm kẻ chọc đầu. Đó, còn chị sao? Chị mong muốn tìm một mẫu người lý tưởng là người nói như thế nào? Nói chung là người lý tưởng thì mình cũng không có gì. Nhưng mình chỉ sợ nhất là mình sợ cái mùi thuốc lá là mình sợ. Còn nhậu thì ít thôi. Cái đó là em yên tâm. Anh là không có uống bia được luôn. Phải uống cà phê thì hút cà phê hay thuốc lá. Ít nhiều phải có. Trời ơi, hình gì mà nó nhiều đông người mà mờ quá sao mà tìm ra. Đây, kiếm đi chị. Ảnh nó trọng quá chị. Có tuổi hết trơn, ai cũng đưa tấm hình to đùng ha. To vậy mà tôi kiếm còn không ra nữa nè. Rồi kiếm đi. Một cô điều dưỡng ở trong trọng á. Tuổi bằng tuổi mình. Đó, mình có thể xem đi. Vâng, là sinh nhật ai vậy anh? Cái đó là tụi anh qua Thái Lan đi hát karaoke với mấy bạn, không có thể sinh nhật anh đi. Đâu, nhòm thử coi cô nào cỡ, cô nào sinh năm 73. Nhiều người quá. Vàng này là thấy không có nam không rồi, mình dòm vàng trên đi, mình kiếm cô nào sinh năm 73 đi. Bên đây coi, bên này ít hơn hay là nhiều hơn, ít người hơn. Sao lựa chọn cái anh đó, lý do? Cảm nhận vậy thôi. Trời, anh đội cái nón anh che cái mặt rồi, em cũng không nhận ra nữa, lát em mở cửa trái tim cho chị kiểm tra. Đâu, cô nào? Này, tôi nghĩ là cô này quá. Lý do sao chọn cô đó? Tại vì cái tuổi này nó rất là đứng tuổi. Tuổi này đã đứng chạng chạng với tuổi của tôi. À, cô này phải không? Đúng rồi, đứng ngay cái khung này nè. Theo dự đoán, cái khung viện quốc tế là Viện Thẩm mỹ quốc tế Việt Hàn. Xin mời hai anh chị hãy nhìn qua cánh cửa trái tim này để xem cái cảm nhận của mình đầu tiên hôm nay có đúng hay không nha. Dạ chị, anh nhìn hình anh tỏ chọn ra được chị không? Chứ hồi nãy anh chọn sai rồi đó. Đúng rồi, sai. Giờ cô nào? Mặc áo xanh đó anh. Áo xanh hình này nó tròn, em tròn lắm mà sao ở ngoài không có tròn như. Hình này em chụp lâu chưa? Dạ em chụp hình năm ngoái. Đúng rồi, năm ngoái làm sao mà nhìn được. Bất thường hay rất là khác. Đúng rồi. Nãy khả hả? Năng này nhiều cô hơn. Nãy hả? Đúng rồi, áo xanh. Cái bên bảy đây nè, cô này nè. Anh chị cho. Rồi bây giờ đâu anh đó phải không? Em cũng biết phải không nữa. Anh đội nón đúng không vậy anh? Không. Anh đây. áo màu rêu á. Anh đây. Đúng rồi. Đó. Hai người đều sai trái hết rồi, tặng quà đi anh ơi. Anh có món quà nhỏ nhắn dễ thương. Món quà này cũng hơi bự. Cảm ơn anh. Em cũng đồng thời tặng luôn thêm cái bông hồng tượng trưng cho tình yêu. À, sao tặng không tặng bông hồng thiệt mà tặng bông hồng giả? Cái này để lâu được. Em còn cái kia nó để nè, nó không ơi. Anh cảm ơn. Dạ. Quà gì vậy? Cô ra thử coi cho nhiều chuyện chút coi nè. Em nghĩ là em nhìn chắc đúng sai ảnh rồi đó. Ồ vậy hả? Vậy là quần áo gì đây nè, cô ra. À, đó chắc chắn là áo sơ mi rồi.
Rồi, đúng sai không vậy? Chắc nhỏ. Đúng sáng luôn, 43. 43 luôn hả? 43. Đâu, anh mở ra anh choàng vô thử em coi coi, em đâu có tin. Ủa sao chị biết vậy? Nhìn áo bây giờ, trời Cát Tường thấy diễn viên nhiều, sắm nhiều đồ mà Cát Tường không có đành cái này luôn. Trời, sắm đồ nữ thôi, sắm đồ nam chị trời. Nhưng mà không có ông xã. Không. Coi em có ông xã. Đâu ra coi chương trình của Cát Tường mà. Không có cập nhật thông tin gì ở đâu ra vậy? Cát Tường là single mom. Ủa rồi mà tự nhiên tại sao là chị lại chọn cái áo giờ cái bự vậy? Em xin Cát Tường giờ tại 43 là mới mua mấy cái áo biết mà. Rồi giờ được, ok rồi. Để ý hỏi là tại sao lựa cái áo bự vậy? Buồn trong mơ là có nghĩ cái người bự vậy đó hả? Thật sự cái áo sơ mi một người nam mà đứng tuổi, nhưng mà cả tuổi của mình thì không ai ốm. Hay không ai ốm. Cũng rành tâm lý quá rồi, được rồi, cảm ơn anh. Bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Maria Sài Gòn để vừa ăn uống vừa tâm sự với nhau nha. Đây là món chạo tôm bọc mía ha. Món ăn này là sự kết hợp của vị ngọt từ tự nhiên, từ tôm tươi và mía lau cùng với các loại gia vị rất là tinh tế. Anh chị dùng thử rồi vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa Tường sẽ quay lại. Tấn công dữ dội vô nha anh, mới lấy vợ được nha anh. Dạ em mời anh. Em mời. Em ở thành phố lâu chưa vậy? Dạ em lên thành phố là hồi năm 90, cuối năm 92 bắt đầu em bước vô ngành may. Tới năm 2002 là gần cuối 2003 là em nghỉ trong ngành may. Em đi học bổ túc xong, mà trong lúc học bổ túc thì em cũng có phụ làm bán vỏ, bán này bán kia để mình nói chung là lấy tiền đắp đổi để mình học lên. Tới năm 2006 là em vô trở lại cái ngành điều dưỡng của anh. Thời gian đó là em tự lập đó. Nói chung là em tự lập cũng từ nhỏ, mà tự lập thì cũng giúp gia đình. Anh mời em đi nước uống, là hai mình dùng. Cảm ơn. Em có hỏi anh gì không? Dạ em hỏi anh chút xíu thôi. Thì sao lý do anh tặng em con gấu nha? Thường anh ít có bạn gái, cho nên hồi xưa anh có quen một người đó, thấy bạn nữ, với lại anh tìm hiểu trên thông tin đó, thường nữ thì thích bông hồng với gấu bông. Yeah. Anh thấy đó là đặc trưng của phụ nữ thôi, còn những cái son phấn hay là những cái gì chút chút á là nó cũng nhiều, nhưng mà anh thấy đặc trưng là hai cái đó là ai cũng giống nhau hết, cho nên anh đi theo cái truyền thống xưa nay là tặng vậy. Yeah. Nên anh quyết định mua gấu bông. Yeah. Với cái bông hồng tặng. Nói chung là gấu bông thì em cũng thích, nhưng mà em thích cái bông hồng hơn. Em thích màu hồng hơn. Cứ như là hai cái nào cũng không có ngoài cái sở thích của em đúng không? Dạ đúng. Biển rồi. Ở trong sở thích của em là ok rồi đúng không? Dạ. Thì anh cũng vui. Em dùng với em. Dạ em cảm ơn. Anh gì mà anh dùng mà. Em nếu mà quen vậy em tính chừng nào mới lập gia đình? Nói chung là sắm tới tuổi này cũng ở kho cũng bốn mấy năm rồi, thì cái sự mà để tìm hiểu nhau, thật sự em nghĩ như nếu như mà có sớm nhất chắc cũng phải 3 đến 6 tháng, đó là sớm nhất. 3 đến 6 tháng đó là sớm nhất. Yeah. Mà trước giờ cho anh hỏi một tí là trước giờ em chưa lập gia đình lần nào luôn à? Dạ đúng rồi, nhưng mà thật sự nó là đi quá giới hạn, là em đặt có đi quá giới hạn. Yeah. Trời ơi, khai chi vậy, thiệt tình quá trời luôn, người ta cứ cần khai có gia đình chưa thôi. Chưa. Thì đó, được rồi, người ta hỏi tới đó thôi à. Anh thì sao? Anh đã vượt quá giới hạn chưa? Anh nói chưa, cái em chôn chung xuống bàn luôn. Anh nói chưa, cái em chung xuống bàn luôn. Có thì có rồi, nhưng không có đã hậu quả đáng tiếc thôi. Trời ơi, vậy là có hậu quả nhưng mà chưa đáng tiếc. Thôi bây giờ nè, đừng tin ảnh, phải hỏi gia đình của ảnh. Hôm nay có anh trai chị dâu đi theo. Bây giờ em mời vô mình hỏi thăm vài thông tin coi ảnh ở nhà ảnh sao. Lý do gì mà đến tuổi này chưa có vợ mình phải hỏi chứ. Dạ em mời anh chị. Dạ mời vô đây luôn anh chị. Em chào anh chị. Dạ. Trời anh trai nhìn phong độ quá ha. Hai anh em cũng giống nhau dễ sợ. Dạ chào chị. Dạ chào anh. Em chào chị. Chào em. Dạ. Dạ anh chị. Hôm nay anh chị nãy giờ mình cũng chứng kiến cái buổi hẹn hò này, thì không biết là anh chị thấy, có ý kiến của anh chị thấy như thế nào? Thì nếu mà tác hợp được thì ok, thấy có ok đó, được đó. Anh thấy ok? Dạ. Yeah. Chị nè, gái mình, đàn bà nè, mình sâu sắc hơn nè. Chị cho cái nhận xét đi chị, hôm nay chị thấy cặp đôi này sao? Thấy cũng được, tại vì chị này cũng hiền, cũng có tật xấu gì nữa nào? Có tật xấu gì không chị dâu? Dạ. Không, chỉ có mỗi cái là thuốc với cà phê thôi, còn hầu như là không biết nhậu. Dạ. Ví dụ như đây là em dâu tương lai đi. Dạ. Anh cho một cái nhận xét về cô ấy như thế nào? Anh thấy cô ấy như thế nào? Thì cũng chân thật.
Dạ. Có một cái cá tính mạnh mẽ, rồi coi như là có bộc lộ ra hết, thể hiện hết, không có gì gọi là úp không bảo giấu giếm. Dạ. Dạ. Là dạ. Dũng rồi. Dạ, em cảm ơn anh chị. Rồi em cảm ơn anh chị. Dạ. Dạ. Em cứ tâm sự. Rồi tiếp tục tâm sự. Rồi bây giờ trên tay các tường có mấy cái lá thăm ha. À, mình sẽ bóc lên những cái yêu cầu trong này của chương trình dành cho mình, rồi mình thực hiện những yêu cầu trong đó nha. Mời chị, em thích chị rồi đó. Cái vụ thẳng thắn là em có chị rồi đó. Bây giờ mấy tấm thích được. Chị muốn bóc tấm nào, chị bóc một tấm một đầu thôi. Đầu tiên đi. Rồi, chị đọc lớn lên. Yêu cầu bạn nữ nắm tay và hát một ca khúc lãng mạn. Không thuộc ca khúc nào. Bây giờ trước tiên mình cứ qua nắm tay trước đi. Nắm tay. Rồi không hát được thì đọc thơ, đọc thơ được thì tâm sự, nói gì đó cũng được nha. Mời chị qua đây. Rồi, đứng lên luôn anh cho nó tình cảm, nó ga lăng xíu. Em nắm tay anh cho em hát không được, anh có hát cho em nghe hai được hai không? Anh chị, đó. Em hát không được nhưng mà em muốn nhờ anh hát cho em được không? Đó, giờ người ta đứng nắm tay anh xuống luôn. Nếu mà em đề nghị, nếu mà không có sự phản đối của MC Cát Tường thì anh sẵn sàng hát tặng em một bài. Rồi. Rồi đưa trả cái lá bài đây, giờ nắm tay nhau hát nha. Suốt bài hát nắm tay nhau nha. Rồi. Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành, trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối, bước qua gian dối người ơi. Anh nhìn em cười tươi trong đáy mắt em dịu dàng, anh nhìn em một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng. Muốn nói thế nhưng cần chi phải nói, hãy nghe lòng ta khẽ khẽ hát câu yêu chỉ một người. Rồi, được rồi anh. Cảm ơn anh nhiều. Rồi. Để hỏi cái đã nè, nắm tay có cảm xúc gì không chị? Nói chung là tay anh rất là ấm. À. Rồi, mời anh bóc một lá bài. Rồi, đọc lớn lên coi gì anh. Bạn nữ hãy kể ra ba bí mật chưa từng kể với ai. Đó, hồi nãy ta hát cho mình rồi, bây giờ tới phiên mình. Hãy kể ba bí mật nào mà em chưa từng nói với ai hết á. Bí mật giờ nói với anh với là... khán giả này. Có thể chưa từng nói với ai nhưng nó hết hết cả nước rồi đó. Thứ nhất là em không dám ghi nhật ký. Cũng hồi năm hồi 16, 17 tuổi từ ở quê mà lên phụ việc cho trên nhà cô thì ghi nhật ký đã bị phát hiện. Ai phát hiện? Mấy con của cô phát hiện xong về điện nhắn nhất thư la cho ba một chạch, ba la ngược trở lại. Thứ hai là khi mình gửi thư về cho gia đình thì bị ở nhà cô xé thư ra coi. Thứ ba, lúc trước hồi nhỏ, lúc hồi năm 16 tuổi á, là cũng bị phỏng hết nửa người á. Thật sự là bị phỏng hết nửa người, giờ cái sẹo vẫn còn đây. Và hứa với lòng thật sự hiện tại là không bao giờ viết nhật ký. Viết xong có thể là mình giải bài tâm sự ra đó, viết xong sẽ bỏ luôn để cho nó. Có nghĩa là sợ người ta phát hiện ra những cái chuyện riêng tư của mình. Đúng rồi. Nhưng mà thật ra bây giờ mình không viết nhật ký cũng được, nhưng mà trong cuộc sống mình cũng nên có một vài cái người thân tình để có cái chuyện gì mình tâm sự mình sẽ đỡ, mình vơi đi được, cảm thấy thoải mái hơn. Đúng, các tường đó. Phải có một người bạn tri âm tri kỷ đó, hay là một người chồng tương lai chẳng hạn. Thời gian trên đây thì nó sẽ có hạn thôi. Bây giờ em cho anh chị một cơ hội nữa. Ngày hôm nay có duyên mình mới gặp nhau. Thì bây giờ anh chị hãy nhìn nhau 30 giây. Rồi mỗi người hãy dành cho đối phương một điều gì đó, một câu gì đó mà mình cảm thấy mình muốn nói với nhau ngay giờ phút này. Rồi chúng ta sẽ quyết định có bấm nút hẹn hò hay không. Anh xin nói trước nha. Thì coi như là mình cũng đã lớn tuổi, đúng không? Dù gì đến đây là cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho mình. Thì theo anh nghĩ là mình cho nhau cơ hội tìm hiểu. Nếu được thì mình tiến xa hơn. Dạ. Chị có muốn nói gì với anh không? Em hỏi anh chút xíu thôi. Anh quan niệm trong tình yêu như thế nào anh? Thì anh nói quan điểm tình yêu á, chung thủy, bác lắng nghe, chia sẻ, chăm sóc lẫn nhau. Rồi, em mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm này. Mời anh chị nhắm mắt lại nha, sau 3 tiếng đếm của dì Tường. Nếu anh chị đồng ý thì anh chị nhấn mạnh xuống cái nút, còn không đồng ý thì mình lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi mời anh chị đứng lên qua đây ạ.
Và bây giờ là hồi nãy giờ mình mới có tìm hiểu, mình làm bạn thôi. Bây giờ mình chính thức là trở thành một cặp đôi để tìm hiểu, để tiến tới hôn nhân. Mời anh chị dành tặng nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay. Anh xin phép mà hôn em. Anh thấy anh trai dưới chuẩn bị cầm máy chụp hình lên rồi đó. Anh gì anh ôm anh che mặt của chị rồi, ở dưới người ta chụp hình kìa. Em hãy quay mặt ra mới được. Không má, không má, không má đi. Thay má bên đây cũng được. Ghi hình đâu có được. Đó. Rồi, em gửi tặng anh chị. Đây là những chiếc vé xem phim của rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Rồi, chúc mừng anh chị. Bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết rồi, chúng ta sẽ tạm biệt nha. Và hẹn gặp lại trong khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa, 8 giờ sáng thứ 3, thứ 5 và 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì các tôi xin mời quý vị sẽ hướng mắt về sân khấu chào đón hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay. Xin mời. Ổn định vị trí hả chị? Rồi. Và hãy chào đón hai cô gái xinh đẹp bên nhà gái nào. Bây giờ thì chị Tường sẽ bắt đầu ha. Hello chàng trai ở ghế màu xanh hy vọng. Em xin chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt cùng hai bạn nữ và khán giả. Em tên là Trần Trung Hiếu. Em 26 tuổi. 26 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Vũng Tàu. Ồ, là từ Vũng Tàu lên đây ghi hình. Dạ. Mình đã có thường hay lên thành phố chơi không? Dạ có. Có gì đâu rung dữ vậy cưng. Trời ơi, chị Tường có làm gì đâu mà tay rung dữ vậy, hít thở nè. Truyền cho tí năng lượng nè. Trung Hiếu đang làm công việc gì với Vũng Tàu? Em quản lý khách sạn ạ, kiểu như là sổ sách với cả ở quầy lễ tân đó chị. Có nghĩa là nhà em mở. Khách sạn nó của nhà. Dạ. Ở nhà mở. Dạ. Rồi em tiếp đón khách. Dạ. Rồi em sổ sách. Dạ. Rồi em thu tiền. Vậy là em làm chủ. Nói đại làm chủ nhà khách sạn điều kiện, đi. Nhà có điều kiện quá. Quá thiệt luôn à. Khách sạn mấy phòng? Dạ 13 phòng. 13 phòng. Chúng ta chỗ nào để tuần sau chị xuống chơi nè? Dạ tuần bảy sau không chị? Chị xuống có phòng của chị ở không? Dạ, có. Có được giảm giá gì không? Miễn phí. Miễn phí nha. Miễn phí nha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em theo mọi người nhận xét là em vui tính, hòa đồng, dễ gần. Lúc làm trội thì em đọc sách với cả đi xem phim. Điểm yếu của em là hơi bừa bộn, đôi lúc hơi quên. Có bạn gái ở trên thành phố thì bao lâu lên thăm bạn gái được một lần nè? Dạ thì thường xuyên lên cũng được ạ. Thường xuyên lên rồi bỏ dưới cái khách sạn dưới ai coi nè. Bốn cái em ở nhà cùng bạn ấy. Rồi đó là thông tin của chàng trai Trung Hiếu nha. Thì bây giờ là cô gái ngồi ghế màu xanh, giới thiệu về mình đi cưng. Con chào chú Đạt. Con chào chú Đạt. Con chào chú Đạt. Chú Đạt chào con. Dạ. Trời ơi. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà con kêu tới bằng chú Đạt? Chú Đạt năm nay là chỉ có 18 tuổi thôi nha con. Con 22. Con 22 hả? Vậy chị xưng anh em đi, 22 tuổi hả? Dạ, con tên là Anh Thư, nhưng mà bạn bè con hay gọi con là Trứng hoặc là Trứng Muối. Hiện tại thì con đang học năm 3 tại Đại học FPT Hồ Chí Minh. Thôi xưng anh em đi, chứ con kỳ quá ha. Ha Tường ha. Tự nhiên kêu con gì, đi. Kêu bằng trời gì, chị Cát Tường hay con, là... Dạ, lắm. Chị Cát Tường dùm tôi cái đi. Kêu bằng chú Đạt mà kêu bằng chị Cát Tường kìa. Nó hơi kỳ kỳ á nha. Anh Thư à? Ai bị chú Đạt để râu? Trứng ạ. Trứng hả? Trứng muối hả? Ở đây là con ở đâu? Dạ con ở quận 9 ạ. Ủa vẫn con luôn hả? Ở đây với ai? Dạ con ở với bạn con, bạn cùng phòng. Thuê nhà ở quận 9 ở cùng bạn. Dạ. Rồi gia đình thì? Gia đình thì ở Gò Vấp. Rồi điểm mạnh điểm yếu con là gì? Con cảm thấy con là một người nhẹ nhàng, nữ tính. Con cũng có tính kiên nhẫn khá là cao. Thường khi mà rảnh rỗi thì con hay đan móc áo đồ len. Dạ đúng rồi, đan móc len. Trước đây thì con có làm những con thú bông bằng len nữa. Hiện tại thì con đang làm một cái áo khoác cũng gần xong rồi, còn một cái tay áo nữa thôi là xong. Dự định cái áo đó là mình mặc hay là tặng cho ai? Chắc là con tặng cho mẹ. Ừ. Còn về điểm yếu thì chắc là mọi người hay nói con là sống khá là chậm. Sống chậm. Dạ.
Không chậm là sao? Nói chung là con làm gì cũng chậm hết. Ví dụ như là đi xe đi thì mọi người mất 30 phút thì con mất tới tận 1 tiếng lận. Rồi nấu ăn các thứ thì con cũng biết, nhưng mà thường thì khá là ít nấu ăn. Tại vì mẹ thấy con nấu chậm quá cho nên là đuổi con ra khỏi bếp. Không chậm chậm cũng tốt, nhiều khi đó là cái tính tốt mình kỹ lưỡng thôi. Nhưng mà đừng có chậm quá thôi chứ. Ví dụ nấu tô mì mà nấu 1 tiếng đồng hồ tô mì đó ăn sao? Dạ không, mì thì tầm 3 phút thôi là được rồi. 3 phút là được hả? Hay quá. Rồi, đó là thông tin của gái màu màu xanh chị ơi. Bây giờ đến chàng trai cái đỏ nha. Em tên là gì? Em tên đầy đủ là Trần Văn Phước. Năm nay em 23 tuổi, quê quán ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Dạ. Hiện tại thì em đang ở Thủ Đức. Dạ, hiện tại thì em đang làm nhân viên kinh doanh của một đại lý ô tô ở quận 3. Ngoài ra thì buổi tối thì em vẫn còn đang học liên thông, cũng gần xong rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Theo như em cảm thấy thì em tính chịu khó. Cảm nhận em có cái lòng lòng gì? Dạ, cái lòng nhân hậu á. À, dạ, tưởng lại là lòng tham vô đái. Chăm chỉ chăm chỉ trong công việc. Rảnh rỗi á thì em hay đi đọc sách, uống cà phê. Ngoài ra thì thích đi làm từ thiện. Thường thì mình làm công quả trong chùa. Học thì mình theo hội nhóm. Thì mình nếu mà vật chất mình không nhiều thì mình bỏ công thôi. Thêm cái nhược điểm của em thì có vẻ như là em cảm nhận thì có vẻ là em ít nói. Em hơi nhát khái một xíu. Em thì thuộc tính người lãng mạn, nhưng mà cái kiểu như là cái cách thể hiện á thì em không được thể hiện tốt. Ủa, tiếp người lãng mạn mà không thể hiện tốt rồi sao ta biết mình lãng mạn? Dạ thì em đang cố gắng khắc phục. Lãng mạn là sao? Ví dụ một vài cái lãng mạn của em thì chị coi nghe coi nè. Dạ, ví dụ như đi chơi rồi á thì có những cái mà mình set up, mình chuẩn bị thì muốn gọi là mình cảm thấy là như vậy là thích hợp đối với mình, nhưng mà đặt vào cái tình huống thực tế thì mình vẫn còn hơi nhát, mình chưa làm được tốt nhất như mình nghĩ. Có nghĩa là nếu mà có cuộc hẹn là em có chịu có đầu tư vô, dạ, có sắp rồi. Xếp cho nó nhìn cho nó cái gì lãng mạn phải không? Ý là vậy phải không? Dạ đúng rồi. Cung cảnh đồ nến và hoa đồ này kia ví dụ vậy đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Vậy là tốt rồi, cứ tiếp tục phát huy nha. Rồi bây giờ là cô gái ngồi ghế màu đỏ. Lần đầu tiên cho em xin được phép chào anh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường. Em xin tự giới thiệu, em tên là Vũ Thị Hương Lan, năm nay 20 tuổi. Đang là sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng Công Thương. Em sinh tại Ninh Bình, theo chân vào bố mẹ đây vào lập nghiệp là năm em 4 tuổi. Tính đến nay là 16 năm. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, hơi nhây thôi. Giỡn nhây hả? Dạ vâng. Ở nhà em hay giỡn nhây nhiều? Dạ, ở nhà em hay giỡn với thằng em của em là nhiều. À, hai chị em đều nhây với nhau? Dạ vâng. Thấy nhà bắt đầu vui vui rồi đó. Rảnh rỗi em thường hay là phụ giúp ba mẹ bán hàng. Nấu ăn thì món nào cũng nấu được hết á. Đâu? Cho anh cái thực đơn rồi kể chơi rồi. Ví dụ là bún bò, bún riêu. Nói chung món nào em cũng nấu được hết ạ. Bánh bao. Dạ vâng. Bò kho. Dạ vâng. Được luôn. Dạ vâng. Hay vậy ta. Thường thường ở nhà thì ai nấu cơm? Dạ, ở nhà em là bếp chính. Ở nhà em là bếp chính. Điểm yếu của em là hay quên. Lần kia là đội nón bảo hiểm mà cứ đi kiếm đi lui. Đang đội nón bảo hiểm trên đầu. Đang nón trên đầu mà đi tìm cái nón bảo hiểm. Dạ vâng. Có thiệt luôn hả? Dạ có. Rồi dễ thương quá. Đó là thông tin của gái màu đỏ. Bây giờ mình đi tới tình trường nha cưng nha. Rồi bây giờ Trung Hiếu nè, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào chính thức. Vậy là có mấy mối tình không chính thức? Có nghĩa là em chỉ có một mối tình thời đi học thôi. Mối tình trong sáng thời đi học. Mối tình đó kéo dài được bao lâu? Cũng được 6 tháng. Thì do bạn nó đi học xa quá là... Mà đi học lúc đó mới có 18, 20 rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sao tới giờ này luôn mà cũng chưa có thêm cái mối tình nào? Cũng ngon lành ông chủ đồ công việc ở Vũng Tàu cũng tấp nập người ra kẻ vào mà sao không có ai? Dạ tại cũng chưa có cơ hội đi tìm hiểu. Chưa có cơ hội? Có nghĩa là em chưa tìm được người nào ưng ý. Kén quá không? Không kén, nhưng mà nói chung là em chưa tìm được. Tại em cũng nhát chứ. 5 năm qua mình có để ý ai, mình thích ai không? Cũng có để ý nhưng mà nói chung mình nhát, mình không dám nói ra. Mình thích gái không? Dạ thích. Chắc không? Dạ men mà. Men à, phải chủ động chứ. Đàn ông thanh niên phải chủ động mới lấy được vợ chứ. Bây giờ giả tỷ hôm nay chị có làm mai được cho em đi chăng nữa, mà bây giờ em đi ra ngoài em hẹn hò mà em không chủ động người ta thì làm sao bắt chuyện được. Dạ, mình phải chủ động. Dạ. Chứ đừng hỏi là em muốn làm sao, em muốn cái gì, mà mình phải đưa ra luôn. Thứ năm này anh lên nè, thứ bảy này anh lên nè. Làm vậy được không? Dạ được. Cố gắng nha. Dạ, dạ. Nhà hối thúc lấy vợ chưa? Dạ hối rồi. Dạ, hối lắm rồi phải không? Dạ. Hối về đặng phụ là kinh doanh đúng không? Dạ. Giờ yêu cầu của gia đình mình, bản thân mình đặt ra là cái người bạn nữ, cái vợ tương lai mình là như thế nào? Tầm khoảng 1m5 là được. Để tóc dài, đức tính hiền lành, tốt bụng và dễ nhìn là được. Giờ cô gái của tôi nè, trứng muối. Con trứng muối, cuộc tình của con có mặn không? Hãy kể chuyện tình trường của con đi, trứng muối. Dạ thì chính thức thì con có 2 mối tình. Có 2 mối tình. Dạ.
Một mối tình là vào năm lớp 12. Quen được một năm rồi chia tay. Con cảm thấy là bạn nó không có ý chí. Mối tình thứ hai sao nè? Mối tình thứ hai là vào năm đại học thì con quen được 2 năm thì chia tay. Thì chung quy lại là do khoảng thời gian dịch á, cho nên là bạn thì về quê còn con thì ở trên này. Bạn nó lại làm photographer nữa, đi chụp hình nhiều. Thì bình thường bạn đi chụp hình mấy bạn nữ thì con không có ghen lắm. Tại vì ghen thì làm sao mà bạn nó tiếp tục được với đam mê của mình. Cái đợt dịch đó thì bạn về quê bạn chụp hình một bạn nữ rồi bạn khoe con là bạn nữ đó xinh không, rồi bạn nữ đó xin Facebook nè. Tự nhiên đem về khoe hình coi đẹp không, mà ghé một người phụ nữ khác chứ mặt người yêu mình cũng... Con cũng có nói không thích rồi, nhưng mà tình cảm giữa hai đứa thì nó cũng nhạt dần, rồi chia tay thì tầm 2 tháng sau là hai bạn nó tiến tới với nhau. Chia tay thì ai cũng có lỗi, cả thì lỗi một phần cũng là tại con. Con không có thể hiện tình yêu quá, không có ghen á, cho nên là bạn nó chắc là cũng buồn. Thôi kệ, bỏ những cuộc tình đó đi. Giờ mình chững chạc rồi. Chuẩn bị tiến tới cuộc tình thứ ba nè. Mẫu hình của con là gì? Con thì thích bạn trai của mình thông minh, lanh lợi, hoạt bát, cao trên 1m75 để có thể cho con cảm giác yếu đuối, được bảo vệ một chút. Tại vì con cũng khá là cao. Con cao 1m65 rồi. Đi thêm đôi guốc vô thì thành 1m7 mất. Thật thà quá vậy ta. Bây giờ con có thể, thí dụ nè, con có thể chấp nhận được tật xấu gì của bạn trai mình? Hút thuốc thì có lẽ là không được, nhưng mà những cái khác thì ở một mức độ nào đó thì con vẫn chấp nhận được. Rồi, bây giờ tươi tỉnh lên nha. Đâu? Rút kinh nghiệm nha, mình lãng mạn lên nha, mình giới thiệu tình. Lãng mạn mà khô khan là tôi thấy kỳ kỳ với ta. Mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình chính thức. Thì mối tình đầu tiên á thì là ở vào thời cấp 3, là năm lớp 11. Và em có quen với bạn đó thì khoảng nửa năm á. Đôi lúc xảy ra việc á thì cái đó là em sai, thì em nhận lỗi luôn, năn nỉ luôn. Xin lỗi năn nỉ xong rồi vẫn tái phạm? Dạ không có tha lỗi cho em, cho nên là... Là chia tay đó? Dạ thì chia tay, dạ thì mình vẫn cứ chấp nhận thôi. Giờ mình đã năn nỉ rồi, mình nhận sai rồi mà. Bạn đó cái kiểu có việc riêng mà thấy khó chịu á. Em cũng đang có cái việc riêng nhưng mà chưa chia sẻ gì hết mà để cọc thì đâm ra nó xích mích đó. Cái thứ hai á thì em có quen một bạn nữ cũng được 4, cũng được 5 tháng á. Dù gì á thì mình quen đồng ý là mình phải dung hòa cho nhau thì, nhưng mà có nhiều cái mình phải chấp nhận và sửa đổi á. Mà bạn đó thì cũng không có gì sửa đổi gì nhiều. Lại là cũng còn ham chơi nhiều quá nên là em cũng không có thích. Ở tình cái kiểu cũng chưa chính thức là có quen bạn cũng lớn hơn 2 tuổi, cũng chưa chính thức là quen. Thì em cũng trong quá trình tìm hiểu được cũng 2 tháng á, kiểu như là mình muốn cho ta tốt nhất có thể á, thì mà mình để lâu quá mình mới cảm nhận là mình bị lợi dụng là chủ yếu chứ mình... Lợi dụng gì em? Vậy thì không thể xác. Dạ cái đó là chưa. Tiền bạc là và cái công sức của mình á. Bạn đó có nhiều cái mà cũng hơi quá đáng quá thì em thấy mình cũng không có nên tiếp nữa. Dù gì thì người ta cũng đã không trân trọng mình rồi thì tốt nhất mình có điểm dừng. Dạ. Tại em quen mấy người lớn hơn có 2 tuổi ta mới lợi dụng em. Em quen lớn hơn 20 tuổi là người ta nuôi em. Sắp tới muốn tìm một người bạn gái như thế nào nè? Cái tâm lý của em thì muốn quen lâu dài. Bạn nữ thì yêu cầu của em thì cũng cao khoảng 1m6 trở lên. Hai thì cân nặng khoảng 50kg trở lên, chăm chỉ một xíu. Là có cái lòng nhân hậu, biết quan tâm, lắng nghe và chia sẻ. Cái mà em sợ nhất đối với bạn nữ là nhiều khi mà bạn nó im mình không biết như thế nào á. Cái tính của em thì dở một cái là mình đoán. Dạ mình đoán, em hơi dở thiệt. Nên là muốn gì cứ nói phải không? Dạ đúng rồi, tính em vậy, em thích như vậy. Để mình ví dụ như là mình sai thì mình sẽ sửa. Sao em có thích gu lãng mạn không? Dạ em có thích ạ. Có thích đúng không? Dạ. Có thích thì giờ em kể nghe về những mối tình của em cho anh nghe đi. Em đã trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là em quen nhau được 6 tháng. Trai tao chia tay. Người ta cắm sừng em. Người ta cắm sừng em. Mà em bắt tại trận không hay là em đoán thôi? Dạ em bắt tại trận luôn ạ. Bắt tại trận luôn. Thấy người ta dắt nhau đi với lại ôm hôn đồ các kiểu. Dạ. Phản ứng của anh sao? Thì tao cũng chỉ bất ngờ thôi. Em về em nói thẳng là câu chia tay đi. Mối tình thứ hai là em cũng quen được 6 tháng. Số 6 nó bám em vậy luôn hả? Dạ vâng. Người ta kiểu như là cọc tính với lại không quan tâm gì tới em. Em là người nói lời chia tay chứ. Nhưng mà có động tay động chân không? Dạ chưa.
chưa? Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà không chia tay là cũng dẫn đến cái điều đó phải không? Cái những cọc cằn thô lỗ phải không? Dạ vâng. Có nguy cơ bạo lực phải không? Dạ. Những người đàn ông đó nên tránh xa. Nên tránh xa, bé này thông minh, tương lai còn dài cưng. Nhất là không bao giờ được vũ phu. Dạ. Không bao giờ được mà động tay động chân. Ba mẹ mình sinh ra mình đẹp mà sao để cho trai quýnh, đúng không em? Dạ đúng rồi. Mình quýnh trai thì ok ok. Đúng rồi. Cái đó em thích á. Hai mối tình đó có gì đâu mà vương vấn, không vấn đề vương vấn vương. Bây giờ là mình mở trái tim mình ra thôi, đúng không? Bây giờ muốn tìm người như thế nào nè? À, em muốn tìm một người là trưởng thành, có ý chí cầu tiến, cao hơn em là được rồi. Em cao mét mấy? Dạ em cao mét tầm 65, thông minh, lanh lẹ, hoạt bát, qua biết quan tâm, đặc biệt là chiều em. Ok, hy vọng hôm nay tụi em sẽ chọn được nha. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân ở dưới nè. Dạ em chào chị Cát Tường với cả anh Hứa Minh Đạt. Thì em là em gái của anh Hiếu ở bên ghế màu xanh bên này. Rồi. Thì ở theo cảm nhận em ruột hả cưng? Dạ đúng rồi, anh ruột. Rồi dưới đạo luôn. Dạ em là trời Vũ ơi, con bé gái dễ thương dễ sợ ha. Mà ông anh sao đục rè quá vậy trời. Thiệt tình. Anh em thì là hiền, tính hiền, dễ tính, nhưng mà có cái là ít nói, chưa có bày tỏ cảm xúc của mình nhiều á. Cho nên vẫn còn ế tới giờ. Dạ theo em thì bạn gái ở bên ghế màu xanh thì rất là xinh xắn, cũng bằng tuổi em, cho nên cũng sẽ, nếu như mà là chị em thì sẽ rất là dễ thương. Với cả anh em ở nhà thì cũng rất là cưng chiều em á, cho nên em suy nghĩ là có người yêu á thì cũng sẽ rất là cưng chiều người yêu á. Rồi cảm ơn em, hy vọng hôm nay anh của em sẽ gặp may đó. Rồi chào hai em gái bên này. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Hứa Minh Đạt ạ. Em là bạn của bạn trứng muối. Em nghĩ là anh ghế màu xanh hợp hơn cái bạn trứng muối của em ạ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt. Em là chị của trứng muối. Cái anh ghế xanh bên đây thì em thấy là anh khá là rụt rè, còn bạn em thì rất là hiền, nên là em mong là anh sẽ tấn công nhiều hơn. Mong là hai người sẽ cho nhau một cơ hội. Em thấy anh rất là phù hợp với em của em. Dạ, rồi, cảm ơn tụi em. Đó là ý kiến của nhà người thân ha, của hai người ngồi ở ghế màu xanh hết. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở cửa trái tim để coi coi là có lắc có lít gì không. Mở cửa trái tim. Tan 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 tan. Đó. Hãy nể rồi. Đến với chương trình này thì anh có bó hoa tặng em nha. Dạ. Dạ cảm ơn anh ạ. Cái bó quà thì tôi thấy rồi đó, mà hai cái thùng quà đó là hai kích cỡ khác nhau. Cái thùng đứng, cái thùng chữ nhật thì nó có khác nhau ở trong không? Một cái nó đứng, một cái nó nằm. À, cái một cái đứng, một cái nằm. Có gửi gắm gì vô trong không? Vì em nói đi, em thích đứng hay thích nằm? Em thích đứng. Thích đứng? À, ở đây có đứng nè. Thích đứng. Đứng sao em? Mở ra coi trong đứng. Mở ra, thích đứng nè. Wow. Oh wow. Cái gì nè? Em rất là cảm ơn anh, em cũng rất là thích cái bông ạ. Đứng ha, rồi bây giờ nằm coi kìa. Rồi nằm nè. Nằm sao nè. Wow. Wow luôn. À, cái đứng cái nằm. Cái mặt ác ha. Đầu tiên thì em thấy hai bạn nữa khá là xinh. Với lại là hiền nữa. Cái cách ăn nói nó nhẹ nhàng. Dạ, thì ấn tượng đối với em là như vậy. Không biết là hai bạn ấn tượng như thế này về mình ha. Mình thì thấy bạn là trưởng thành, chín chắn, đặc biệt là điển trai ạ. Đẹp trai. Trung Hiếu. Trung Hiếu. Hai bạn nữ rất xinh, các bạn rất tài năng. Bây giờ mình thể hiện tài năng nè, tại vì người ta nói mình có tài năng. Em biết hát không ạ? Dạ em biết ạ. Rồi, thể hiện tài năng đi, hát cho nó. Bạn gái nè. Nó thoát ra những cái khoảng lặng đi nè. Dạ. Em hát bài gì? Dạ em hát bài Một Nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta về một nhà, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống cho nhau một đời. Dạ, em xin hát. Rồi, sắp có được một chàng trai về một nhà ha. Em có món quà tặng hai bạn nam ạ. À, trứng muối nè, mặn lắm nè. Em gửi anh ạ. Cảm ơn. Em gửi anh. Một chục trứng muối trọng hai em. Dạ không. Chị viết mở quà nha. À, cái ly uống nước. Em có thể hiện tài năng ca hát múa nhảy rap rock gì không? Một cái em biết một ít rồi, nhưng mà em thấy nhẹ nhàng nhất là nên hát đi. Mặc dù em hát không được hay lắm. Dạ. Cái nhẹ nhàng là em hát, còn mạnh bạo thì em sẽ làm gì?
Tính em cũng dễ thích nghi lắm, cái gì chơi được em cũng chơi được hết. Bây giờ làm gì đó mạnh bạo đi, biết bên đây hát em rồi. Em thì muốn hát thôi. À hát thôi. Thích đất cũng được ạ. Thích đất cũng được. Em sẽ cũng được. Dạ, hát trước nha. Dạ vâng. Cảm ơn em đã đến bên anh, khi anh tay trắng tương lai chưa hoàn thành. Cảm ơn em đã kề vai sát cánh, thương một người dù đời còn bấp bênh. Thật hạnh phúc khi anh có em ở bên anh dù bão tố mưa xa. Bởi vì em là món quà vô giá, là cả cuộc đời tương lai của anh. Cả cuộc đời là tương lai của anh. Nói không tin bây giờ ta hít đất đi. Cái này cổ yêu cầu chứ không phải chị bỏ vụ này lâu rồi. Mà cái này bạn gái người ta yêu cầu. Đất nè. Ta muốn chúng ta sức khỏe nó. Vô. Vô. Một, đếm đi, muốn nhiêu thì đếm nhiêu. Đếm lớn lên. Ba. Em muốn bạn hết bốn, mấy cái. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Rồi, được rồi ạ. Sao sức khỏe ổn chứ? Dạ, được. Ổn hả? Bây giờ mà chàng trai ngồi ghế màu xanh hát tôi mới nể nè. Em không làm gì hết là coi như em thua đó. Tôi mới nể đó nha. Rồi hát đi. Tôi xin hát bài anh nói của anh là: sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi hết quãng đường. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe lời anh muốn nói. Vì em đẹp nhất khi em cười, và em là tia nắng trong anh, không xa rời. Trời đất ơi. Tôi viết bài này bài gì? Bài không cảm xúc. Không phải. Đúng không? Tại vì cái cơn mặt nhưng mà được nha, nói chuyện khào khào nhưng mà hát cũng vô tông, vô đồ lắm. Giờ em muốn anh làm gì? Dạ hơi chắc tha cho anh. Chắc rồi, chưa gì chân binh rồi, thiệt luôn, chưa gì binh rồi. Anh thích đất được không anh? Ít đất được. Bây giờ anh phải, được chứ em, chỉ nói chuyện nhỏ xíu. Mình phải lên gân liền chứ. Em muốn hít mấy cái nè? Hiểu không? Dạ chắc 5 cái. 5 cái nào chàng trai? Cái đáng gì cưng. Trời ơi, bài kiểm tra sức khỏe. Trời ơi, bài nó bỏ. Năm cái gì cưng? 5 cái nào chàng trai? Oh no. Anh kêu là hết đất chứ ngoài hết đít. Thế người em nói nó làm có cái mông đó mà. Đúng rồi. Đạt hết đất thử đi Đạt. Thử đúng không? Ừ. Chị yêu cầu em 5 cái chị hả? Yêu cầu em 5 cái. Trời ơi đừng có giỡn với em vậy. Nghe luôn hay là thẳng nè? Ừ ngay. Chị muốn nghe thẳng nè. Ngang đi để coi. Nghe đi nè. Là hết đít. Hết đất là nó hết dày. Vỗ tay cho ông Mai quý vị ơi. Hết đất là như vậy. Nè chàng trai, hết đất là như vậy. Nè, đó. Đó, ta xuống nguyên con thấy đó. Không? Đó. À, thấy hết đất chưa? Thấy chưa? Chưa, còn nãy là hết đít nè. Đất kỳ quá chết luôn à. Rồi, bây giờ hai bạn nữ nhận xét coi thể lực của hai chàng trai tôi như thế nào. Rồi, mời em ghế đỏ trước. À, bạn nam ghế đỏ là rất là giọng hát rất là ngọt. Thể lực tốt, phù hợp với tiêu chí của em. Ô, quan trọng là phù hợp với tiêu chí của em. Rồi, em gái, nhận xét về chàng trai thì bạn nam ghế xanh giọng hát cũng ổn. Cũng ổn. Thể lực. Thể lực thì rất là ổn. Có thể là rèn luyện thêm, có thể cải thiện thêm. Em 50kg ha. Anh không biết là anh có thể bế được em không nhỉ? Thử liền chứ. Thử liền. Trời ơi, người ta tạo cơ hội cho kìa. Bây giờ là bế hay là bế? Bế bằng bế nách hay là bế sao nào? Bế thế này. Bế ngang đúng không? Rồi, bế ngang. Nhỏ sợ té đó nghe. Bay ngang trước. Wow. Dạ thể lực này cũng ổn. Ổn đúng không? Ổn là chuyện vui hả? Ẩm có chút va chạm với bạn gái trong người cảm xúc như thế nào? Bạn nữ phù hợp với tiêu chí của em. Bạn nữ phù hợp với tiêu chí của em. Ủa dạo này mấy bạn trẻ cứ nói thẳng câu cuối luôn chứ không nhận xét gì hết trơn hả? Hãy tưởng tượng đây là ngày đầu
giống như là buổi hẹn hò đầu tiên nè, nói gì đó, gì đó. Lãng mạn nha. Cho anh xin phép nắm tay em nha. Nắm tay thì thực sự đó thì ấn tượng đầu tiên anh thấy rất là dễ thương, nữ tính nữa. Anh thì nó hơi khô khan một xíu, nhưng mà anh hơi khô khan thì em sẽ bù đắp. Anh á thì có thể là không cho em được tất cả những gì mà em muốn, nhưng mà sẽ cho em những gì tốt nhất mà anh có và sẽ luôn quan tâm và chăm sóc cho em. Em cảm ơn anh ạ. Dạ, nắm tay quyến luyến không muốn buông. Ổn không? Dạ ổn. Thấy vậy được không? Lãng mạn không cưng? Dạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi. Rồi, tới mình học hỏi người ta đi, hồi nãy mình chưa nói được tiếng nào luôn á. Trời ơi, bà kêu đứng ngay. Bà nô mày gì? Em thấy rất là dễ thương. Mong rằng sau chương trình mình có thể cho nhau một buổi hẹn. Dạ, dạ. Đi Vũng Tàu chơi. Rủ đi Vũng Tàu chơi. Nếu có dịp thì xuống Vũng Tàu chơi. Đó, hồi nãy chị nói sao? Chị nói cố định chứ không có cái dịp. Nếu có thể thì hôm nay xuống Vũng Tàu chơi. Có lẽ là hơi gấp thì mình có thể đặt một cái lịch khác. Dạ, dạ. Phải tự tin hơn nữa, này kia hơn nữa mới được nha. Rồi, nói chung là cho thử sức rồi nè, cảm xúc rồi nè, nắm tay, nói chuyện, tỏ tình hết rồi. Bây giờ mới thời khắc quan trọng, mấy bạn thấy bên hông cái ghế mình là có những cái nút bấm không? Đặt tay vào cái nút bấm giùm cho chị Tường. Rồi nhìn thẳng về phía trước nha. Sau khi anh Đạt ảnh nói xong thì mình suy nghĩ cho kỹ, mình đưa ra quyết định của mình. Mình chọn cái người ngồi ở ghế màu gì thì mình bấm cái nút màu đó, có chừng lộn nha. Nhìn cho kỹ nha. Chúng ta cùng chọn nhau thì chúng ta sẽ là một cặp. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn hãy nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nói của con tim mình và sẽ đưa ra lựa chọn của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1 Em muốn tìm một người là trưởng thành, có ý chí cầu tiến, cao hơn em là được rồi. Tầm khoảng 1m5 là được. Để tóc dài, đức tính hiền lành, tốt bụng và dễ nhìn là được. Con thì thích bạn trai của mình thông minh, lanh lợi, hoạt bát. Bạn nữ thì yêu cầu của em thì cũng cao khoảng 1m6 trở lên. Hai thì cân nặng khoảng 50kg trở lên. Có cái lòng nhân hậu, rất quan tâm, lắng nghe và chia sẻ. Và bấm ạ. Chúc mừng các bạn. Rồi, xin mời hai cặp đôi. Nữa. Các bạn hãy tự tìm tay nhau đi nào. Trời tự ơi. Tìm tay nhau đi mấy bạn ơi. Tự tìm tay nhau đi cưng. Tự tìm tay nhau đi. Cảm ơn em nhiều. Trời ơi. Lâu lắm rồi mình mới được chứng kiến như vậy đó. Lâu lắm rồi. Lâu lắm mới có cái cảnh này ha. Thường không ai bà mối toàn đứng xa xa nhau không à. Thiệt tình. Hôm nay rất là vui luôn. Và bây giờ thì Tường xin gửi tặng cho mỗi bạn một phần sản phẩm cốt xúc gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị, tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có MSG và không dùng chất bảo quản. Cặp đôi mà bấm nút thành công thì chương trình sẽ dành tặng cho hai bạn một phần quà nhỏ, đó là gói premium của ứng dụng hẹn hò Speakable vừa ra mắt của nhà MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cho cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Trong ứng dụng này các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối rất là duyên dáng. Ứng dụng Speakable đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speakable, có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện sẽ giúp cho các bạn độc thân sẽ tìm kiếm được một nửa của mình. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình, đó là vào lúc 21h15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21h30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và một lần nữa cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speakable đã đồng hành cùng với chương trình. Bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.